Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bữa tiệc để khám phá thiên nhiên rồi. Không biết hôm nay đầu bếp sẽ cho chúng ta ăn những món nào đây? Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé. Các bạn thấy đấy, thời tiết lạnh giá gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, tới công việc và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng cũng chính cái thời tiết lạnh giá đó là nguyên nhân tạo ra các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên trái đất. Chả biết các bạn thế nào, cho riêng tớ thấy mỗi lần đến mùa đông là bắt gặp hiện tượng bạn bè, những người xung quanh thì nhau ôm gấu cho ấm. Dẫn gấu đi khắp nơi tung tăng các kiểu, đi quái đâu cũng bắt gặp nên là mình chúa ghét cái hiện tượng này luôn. Mà các bạn biết sao mình ghét không? Vì mình đã có gấu đâu nên mình cay mình ghét lắm. Nói cho vui vẻ thôi, chúng ta cùng quay trở lại với bữa tiệc chính thôi nào. Những hiện tượng lạ chỉ xảy ra khi trời lạnh. 1. Bong bóng băng. Nghe thì có vẻ vô lý kỳ quái, có phần như trong cổ tích, ấy vậy mà nó lại thật nha. Đúng vậy, khi nhiệt độ xuống dưới âm 11 độ C, chúng ta có thể khiến bong bóng đóng băng. À mà từ từ đã, tớ nói là có thể thôi nhé. Bởi không phải ai cũng làm được đâu, để tớ chia sẻ bí quyết cho mình làm nha. Khi nhiệt độ dưới 11 độ C bước ra ngoài, thổi một quả bong bóng thật to. Đợi một lúc cho nó đóng băng trước khi chạm tới mặt đất hoặc vỡ vụn. Bề mặt của bong bóng sẽ hình thành các mô tinh thể trông hơi giống vỏ trứng bị nứt. Vậy là chúng ta có bong bóng băng rồi. Đấy, tớ chỉ cho bí kíp rồi nhé. Cùng đến với hiện tượng thứ hai nào. 2. Bánh băng tuyết. Đây được coi là một trong những hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, bánh băng tuyết. Chúng chỉ thấy ở những vùng nước chảy rất chậm và khí hậu lạnh như ở Bắc Âu và Mỹ. Những chiếc bánh này hình thành trong điều kiện trời không mưa, nhiệt độ dưới 0 độ C trong nhiều ngày ở những nơi sông uốn vòng cung. Thêm tác động của những lực chuyển động, nó làm việc quanh tảng băng bị vỡ, rồi lâu ngày bị bào mòn, trở thành những vòng tròn hoàn hảo. Những chiếc bánh này to gần bằng chiếc đĩa ăn, nhìn hấp dẫn quá phải không các bạn? Thôi chuyển món nha! 3. Nước sôi biến thành tuyết. Các bạn thấy sao về hiện tượng này? Nhìn cứ như là ảo thuật vậy nhỉ, ảo tuồng chảo luôn. Thế các bạn biết nguyên nhân xảy ra hiện tượng này không? Đây không phải là màn ảo thuật gì đâu nha. Và để làm được cái này cực kỳ dễ. Trước hết, tớ sẽ giải thích vì sao lại xảy ra hiện tượng này trước nhé. Xong sẽ chỉ các bạn cách làm sau. Không khí lạnh vốn rất nặng, nó đồng nghĩa với việc các phân tử gần nhau hơn và chỉ còn lại rất ít khoảng trống cho phân tử nước bốc hơi. Khi nước nóng được hất ra, bầu không khí lạnh khô sẽ ngăn không cho các phân tử nước liên kết như ban đầu. Lúc này các kết tủa hơi sẽ bám vào hạt nhỏ trong không khí như natri hoặc canxi, hình thành tinh thể tuyết như chúng ta thấy. Đấy, nguyên lý của nó là như vậy. Giờ đến lúc tớ sẽ chỉ cho các bạn cách làm. Đầu tiên, các bạn phải đến một nơi có nhiệt độ âm 5 độ C trở xuống. Nói chung càng lạnh càng tốt. Xong lấy nước đun sôi nó lên. Khi nước sôi rồi thì hất thẳng lên trời. Xong, thế là chúng ta đã làm được hiện tượng này rồi đó. Dễ lắm luôn phải không các bạn? Các bạn thấy tớ nói đúng thì cho tớ một cái like nhẹ nhé. Và giờ thì chúng ta cùng chuyển qua món ăn cuối cùng thôi. 4. Tuyết cuộn hình ống. Đây là hiện tượng kỳ lạ chỉ xảy ra khi có sự kết hợp giữa điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, địa hình thoai thoải sườn dốc. Mới đầu nhìn tớ lại tưởng ai đó rảnh qua bày trò, hóa ra là do tự nhiên. Hay ghê phải không các bạn? Nhìn không khác gì cái đống rơm cuộn luôn. Theo các chuyên gia, cuộn tuyết hình thành ở vùng sườn đồi, bề mặt bao phủ bởi một lớp băng nhẵn hay tuyết cứng. Tuyết sẽ rơi xuống, chất đóng trên mặt đất. Các cục tuyết sẽ lăn dần xuống dốc. Dốc càng dài thì đường kính cục tuyết sẽ càng to, tùy thuộc vào mức độ gió mạnh, độ nhẵn của bề mặt tuyết mà bánh tuyết lăn được bao xa. Một chiếc bánh tuyết có thể có kích thước chỉ từ bằng một quả bóng tennis đến cao hơn nửa mét. Tuy nhiên, thật khó để bánh tuyết có được khối lượng lớn như thế. Vì do chúng rỗng ở giữa nên cần có độ đàn hồi vừa phải. Nếu không, một chiếc bánh tuyết có thể dễ dàng bị gió mạnh thổi bay và phá hủy ngay khi vừa mới hình thành. Vậy là các bạn biết tại sao nói hiện tượng này hiếm thấy và lạ rồi chứ? Phải kết hợp nhiều thứ mới hình thành được hiện tượng này đó. Các bạn mà gặp được hiện tượng tự nhiên này thì đúng là may mắn. Bữa tiệc khám phá đến đây cũng hết rồi. Các bạn thấy món ăn nào trong bữa tiệc khám phá này ngon và để lại nhiều ấn tượng thì hãy cho tớ biết với nhé.
Tớ luôn chờ đợi các bạn bình luận phía dưới để gom góp và hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều. Nếu thấy hay, nhớ cho tớ một like và một đăng ký kênh. À tí thì quên, nhớ nhấn cái chuông bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.